chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em nha. Hiện tại là em đang đứng tại cửa sầu riêng Hiếu Nghĩa, địa chỉ là 415 Cách Mạng tháng 8, phường 13, quận 10, vợ Thanh đó đang lôi cui cui sầu riêng. Hôm nay sầu riêng quá trời quá đắt luôn. Hôm nay giá sầu riêng như thế nào Trúc? Cũng 100, 101, 102 hả? 90 nữa. Hả? 90 nữa hả? Không có sầu riêng 50 hả? À 50 không có muối cô chú không ăn hả? Thế vậy á, cái cô chú vô ai nè, không muối qua giờ mất. Sầu riêng hộp là bao nhiêu? Nhưng mà thì vẫn 100. À hộp là vẫn 100 một hộp à. Bữa nay có sầu bao nhiêu loại sầu? Thì có ăn có miền Đông, nhưng miền Tây nó tiêu rồi. À miền Tây hết rồi hả? Còn miền Đông hả? Dạ. Còn miền Đông giờ đi lắm. Chụp cái tiên bây giờ chuẩn bị sợn ra rồi bắt đầu sẹn vô nè. Đúng không? Dạ, bé tiên là có cái chiêu đó đó. Bây giờ đi lắc sầu riêng. Hay là người đó nói thì người đó lắc đi. À, bé tiên là chuyên gia lắc sầu riêng mà, chuyên gia lựa sầu riêng và lắc sầu riêng. Ồ sao bé không lắc? Bé tiên lắc sầu riêng đó nó có hạ ký không? Đó, vợ Thanh chuẩn bị chuyển địa chỉ mới nha cô chú, cập nhật tình hình liên tục. Tìm ra địa chỉ chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Trời ơi. Chưa tìm ra. Chưa tìm ra địa chỉ. Đang cui sầu riêng bỏ hộp. Bắn hộp. Còn có mấy trái thái nè. Còn mấy trái thái cui hết luôn hả? Rồi. Đâu ổng dạo này ổng đi đâu mà cô chú nói là ổng nghỉ hưu rồi kìa. À. Nghỉ hưu rồi anh ơi. Hả? Nghỉ hưu rồi. Cho ổng nghỉ hưu à? Ổng tự nghỉ chứ em có cho ai, em đâu có quyền cho ai. À, đâu. Cho ổng tự nghỉ hưu. Nghỉ hưu à. Sầu riêng kìa. Vậy khách chưa mua sầu riêng kìa. Dạ nghỉ sáu còn một trái miền Tây 101 với lại miền Đông quá thì 100. Thái thì 102. Còn trái gì miền Tây về ăn cơm miền Tây cho nó ngon chị vậy? Hả? Cái đó là đông á, mà sáu. Đông là không. À, đông là không. Miền Tây kìa, miền Tây còn trái kìa. Còn trái miền Tây cho ngon. Miền Tây là ở miền Tây, còn miền Đông là ở miền Đông. Ghi miền Tây thì có mà bạn đặt ở miền Tây. Thảo Riêng kìa, Thảo Riêng kìa. Trời ơi, lắc đi Tiên ơi. Cua được một giỏ, hai giỏ, ba giỏ và bắt đầu là giỏ thứ tư nè cô chú. Trời ơi. Nói là cua sầu riêng thôi mà hết sầu riêng để bán luôn mà. Hết chín luôn. Còn sầu riêng Thái không à. Còn Thái không à. Thái ngon lắm nha, cái này Thái ngon lắm. Chỉ còn mấy trái khổng lồ người ta ăn không nổi rồi. Trái Thái khổng lồ hả? Rồi trái Thái khổng lồ phải cui ra. Không mà để đó đi, có cách cho tới sao? Nhiều lúc thích không? Thế bự. À, bự quá khách ăn không nổi. À bự quá khách ăn không nổi. À, vui luôn. Ý là chị khách nói thứ sao? Thứ bự quá à, ngán ăn trái bự sao mà. À, ngán ăn trái bự hả? Tại do mập tem. Nhỏ như mình có vỏ là sao đúng không?
sầu riêng nhiều lắm, cũng nhập về quá trời sầu riêng luôn. Bé Tiền tư vấn kìa, bé Tiền nhanh lắm. Tức là tôi giống như học cơm này để lên cân cân 330 cơm là những cái giỏ này á. Lấy thì mua cơm á. Chợ Thanh khui trái sầu riêng Thái mini mà nghiêng người để khui. Nó vỏ nó mỏng quá chứ nó. Vỏ mỏng quá hả? Nó dứt có vỏ trơn hả? Vỏ mỏng quá nghiêng người để khui đúng không? Dạ, vỏ nó mỏng quá nó dính nó trơn vô cái vỏ. Nó dính nhiều nữa. Cách vừa lấy trái sống nhưng mà là trái chín. Bé Tiên không giới thiệu trái bự mà giới thiệu trái nhỏ quá. Chị nói là chị ăn ít thôi à. Dạ 189 ngàn nè chị ơi. 1 ký 895 189 ngàn. Em bỏ bình cho chị nha. Suy nghĩ gì em kìa. Sao anh còn suy nghĩ gì á. Ờ cái vỏ. Em cái quê miền Tây. Khui sầu riêng. Chua kìa. Sao? Có đâu. Cua hết cống đó luôn hả? Còn mấy trái đó chứ nè, mấy con heo á. À còn mấy trái thấy khổng lồ gì, thấy heo cái gì. Còn mấy trái khổng lồ. Trăm nghìn hộp cô chú ơi, thái ngon lắm, thầu thái. Chào anh Tương Gà Tiên Tiên. Tiên Tiên làm gì đó đây, mặt mày tới tôi rồi Tiên Tiên. Tắm biển về phải không? Đó, thấy chưa, người ta đi tắm biển rồi về ghê không? Người chở đi xem phim, rồi đi tắm biển, rồi đi ăn lẩu mà. Mà mặt mày còn chưa sáng láng ra nữa. Tối thui rồi vậy. Cái này nhỏ xíu luôn á. Cái này ri nhỏ xíu luôn. Ri miền Tây hả? Còn có còn có gì nữa? Ri miền Tây. Sáng thì mình ăn heo quay, chiều mình tráng miệng sầu riêng nha cô chú. Anh dữ dội nữa. Mấy món tan căng thôi mà. Mấy món tan căng à. Ai muốn tan căng thì vào đội của anh không? Sáng sầu riêng, sáng thì quay, chiều sầu riêng. Tối trong miệng sầu riêng. Thấy vậy chứ còn mấy muối nhỏ nhưng mà nó có vỏ theo kiểu của nó. Này là lô này cơm không nè. Này cơm không nè, họ có đâu. Lép xẹp hoặc lép như Thái là phải chín khung, nó tách ra nó mới ngon. À, đúng rồi, nó chưa là nó ráo cơm đó. Ở ngoài thì mình thấy nó khô nhưng mà ở trong nó mềm. Lên nửa ký không? Hay là
hơn á, hạt nào cũng hơn nửa ký á. Hạt nào cũng hơn nửa ký hả? Dạ. Hơn nửa ký bán 100 ngàn. À, giá sốc luôn, sầu riêng thôi. Bán cho hết lô nhập vô mới. Bán hôm nay ngày mai đi Mỹ mà. Mỹ nào đây, chắc Mỹ Tho quá. Mỹ Tho. Còn nãy nó ngon đó nha. Có ông Thanh, ông mới hay đi Mỹ thôi chứ em không có đi. Ông Thanh hả? Vợ Thanh nói là Thanh hay đi Mỹ thôi chứ còn vợ thì ở nhà bán sầu riêng. Ông Thanh coi clip này em comment nha. Chứ em cứ nghe là mở cái đổ hình đại diện đồ nữa, nó tươi rồi nữa. Có một mình em héo thôi. Có một mình ơn em héo thôi. Ai cũng tươi hết anh ta. À cũng tươi đi. Mấy trái này thấy nó dày thôi nhưng mà nó rất là hấp dẫn đấy. Nó nhiều quá. Quá nhiều. Bé Tiên bắt được mấy trái rồi bé Tiên? Cho Chiến qua này bé Tiên là Chiến hết chứ. Yên tâm đi. Tính nghĩ bán rồi đó mà tại vì anh qua tay với Tiên là phải Tiên là chín liền à. Đứng lát một xíu. Thấy anh cưng gà Tiên Tiên bữa nay buồn đó nha. Buồn ngủ quá không? Đi chơi cho cố luôn. Đi mấy ngày? Ủa thấy chị bán cái nhà mà. À chơi bữa đã. Tới nay chưa lại sức. Hồi nào ngon. Đó hả? Đó lạc chín quá hả? Chín quá hả? Lạc quá hả? Cái màu thấy không đẹp không ba? À cái màu không đẹp là không bán đúng không? Ủa nè. Cái màu đó là thấy không đẹp không bán. Mấy trái đó là mấy trái lũa đó. Dạ đúng rồi đó. Thấy đúng rồi. Này màu đẹp đó. Màu đẹp cứ bán thôi. Màu đẹp phù. Màu đẹp nè. Đặt ra ngoài. Còn nó mỏng. Để ở đâu? Đặt ra cái trái điện nè. Nè, hộp đó nè, đó, hộp cái đó xíu kìa đó. Tin không? Cái nào? Muối hộp nó nhiều vậy? Bở nên giờ em mới phải đem ra đây bớt. Sáng giờ luôn mới thấy ông chú ăn. Từ sáng thì khách đông đó mà, thấy vui quá trời vỏ đây là biết rồi. Mấy giờ đông? Hả? Dạ, mấy giờ đông? Cui 3-4 giỏ một mình, cui 4 giỏ là giỏi, ngày bán 4 giỏ là đủ tiền rồi. Có đâu, cô Tiên vui á. Cô Tiên hả? Cô Tiên vui hết 2 giỏ rồi, 3 giỏ rồi. Ghê vậy, cô Tiên giỏi vậy. Cô Tiên người phụ nữ quyền lực nhất ở đây đó. À. Chứ không phải. Ở bữa sầu riêng hiếu nghĩa bữa nay là có 2 người phụ nữ quyền lực nhất. Em nào không có quyền lực đâu. Một người áo đen và người một người áo đen và một người áo sọc. Người áo đen là quyền lực là cô chú anh chị và các bạn biết rồi, lắc sầu riêng. Ai mà muốn sầu riêng ngon thì cứ liên hệ với cô Tiên là có sầu riêng ngon. Ồ, muối nó bự đó nha. Bị hư rồi. Không, cái đồ nó trắng. Sao thử? Nên thử cho nó ngọt thì mới vô hộp. Tự nhiên thấy tự nhiên cái khổ ủ nè. Không, nó không ngọt thì để ra ngoài. Đắng hả? Là chín quá. Thì để đây ghi chữ nhẫn. Nhẫn. Nhưng mà có khách nào ăn nhẫn thì ok. Đó, có nhiều người đòi nhẫn mà mình không có chờ mình đi kiếm ở đâu vậy? Có nhiều cô chú đòi nhẫn á. Bình thường. Ngọt nhưng mà nhẫn. Chắc là chín quá. Đúng rồi, chín quá. Bình thường kiếm nhẫn với đường nào kiếm để riêng đi. Chín kìa, thấy chưa? Ba lát là phải chín nha. Bé không đó. Trời ơi, trái bự này sao? Bụi luôn. Nó quá. Hả? Thấy nó quá. Ồ, trái đó. Bụi đẹp bụi lắm đó nha. Cơm linh luôn nữa. Bụi bán cơm mà. Cái trái bự quá, khách cũng đâu ai. Khách vô mua ngán tiền. Được, cơm ngon. Được không? Thì không biết bán làm sao.
dòng họ nè. Đó là chín quá luôn rồi đấy nha. Chín mềm cơm. Trái đó chín quá. Đầu tiên có trái có khách thì vô thích ăn chín cực kỳ chín luôn. Đúng rồi. Còn có khách là thích cô. Nhiều người thích ăn phải cơm phải nhẫn cũng có nữa. Lý do mình thử cái đầu á. Còn cũng có hại cái trái này. Dễ thôi à. Dễ không? Dễ. Thôi là chợ không có không mua được. Dạ. Được.
liền. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha, đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha.